Ngày 1 tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái sinh năm 2016 ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị bốn con chó tấn công. Mẹ bệnh Nhi cho biết thêm bốn con chó cắn con gái chị được chủ nhà nuôi nhốt, nhưng tại thời điểm xảy ra sự việc, cả bốn con chó này được thả rông, không đeo rọ mõm. Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh Nhi chia sẻ, nhận định đây là một ca bệnh bị chó cắn rất nghiêm trọng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, làm sạch các vết thương cho trẻ, trong đó có vết thương dài gần 13cm. Sau phẫu thuật, bé gái trên đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đồng thời đã được tiêm vaccine phòng bệnh dạy và uốn ván để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tâm lý của bệnh Nhi vẫn còn bị sang chấn nặng nề.